kỳ án về thi thể khỏa thân trên sông Đạn. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế kỷ, kênh thường xuyên giới thiệu về những vụ án trên thế giới. Nếu bạn thấy thích video này, thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2014, bầu không khí yên ắng bao trùm lên con sông Đạn, nơi ít người qua lại tại khu rừng phía bắc trấn Thương Thành, thành phố Khai Bình, tỉnh Quảng Đông. Một người đàn ông địa phương vốn thường đến khu vực này để câu cá, chuẩn bị cho một ngày câu bình thường. Với vẻ hoang vu, hẻo lánh, dòng sông Đạn chảy lững lờ qua khu rừng âm u, tĩnh mịch, nơi hiếm khi có dấu chân người. Thế nhưng, điều kinh hoàng sắp sửa xuất hiện giữa khung cảnh tĩnh lặng này. Khi đang tập trung quăng lưỡi câu, từ phía xa, người đàn ông bỗng thấy một vật thể kỳ lạ trôi nổi trên mặt nước. Ban đầu, ông tưởng rằng đó là một tấm gỗ hoặc một đống rác bị cuốn theo dòng chảy. Nhưng khi lại gần hơn, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt. Đó là một thi thể người, mái tóc đen lòa xòa theo làn nước, và dựa vào đặc điểm này, ông đoán đó là thi thể của một người phụ nữ. Thân thể trôi nổi, ngửa mặt lên trời, gợi lên một cảm giác ghê rợn khó tả. Ngay lập tức, người đàn ông không còn tâm trí để tiếp tục câu cá. Ông bỏ dở tất cả, lấy điện thoại và nhanh chóng gọi cho cảnh sát, trình báo sự việc khủng khiếp này. Cảnh sát địa phương nhận được tin báo đã lập tức tổ chức đội điều tra đến hiện trường. Tuy nhiên, việc tiếp cận con sông trong khu rừng vắng vẻ này không hề dễ dàng. Đội cảnh sát phải vượt qua những con đường nhỏ hẹp, dày đặc cây cối và rậm rạp để có thể đến nơi phát hiện thi thể. Khi lực lượng cảnh sát đến nơi, họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đảm bảo không ai tiếp cận khu vực. Máy ảnh liên tục nhấp nháy, ghi lại từng chi tiết của hiện trường vụ án. Xác chết trôi nổi trên mặt nước đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng và nó đã gây khó khăn trong việc nhận diện. Qua quá trình khám nghiệm ban đầu tại hiện trường, cảnh sát phát hiện trên cổ nạn nhân có một sợi dây quấn chặt, dấu hiệu rõ ràng của việc bị siết cổ đến chết. Những vết hằn sâu trên da cho thấy nạn nhân đã phải chịu đựng một cái chết đau đớn và bất ngờ. Đặc biệt, gần vị trí phát hiện thi thể, một chiếc mũ bảo hiểm nằm lăn lóc trên bờ sông, gợi lên giả thuyết rằng hung thủ có thể đã sử dụng xe máy hoặc xe đạp điện để đưa xác đến đây và vứt bỏ trong đêm tối. Đây là một manh mối quan trọng giúp cho cảnh sát bước đầu xác định phương thức gây án và di chuyển của kẻ thủ ác. Khu vực quanh con sông Đạn rất hẻo lánh, ít người lui tới. Điều này càng khiến cho vụ án trở nên phức tạp. Những kẻ có động cơ hoặc cơ hội để thực hiện tội ác tại nơi hoang vắng này chắc chắn đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Không một dấu vết nào rõ ràng được tìm thấy trên bờ sông. Chỉ có thi thể của người phụ nữ trôi nổi và những bí ẩn xung quanh nó. Khi đội điều tra tiến hành vớt thi thể lên bờ, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Một vụ án giết người nghiêm trọng đã xảy ra và nạn nhân là một người phụ nữ xấu số bị sát hại một cách tàn bạo và vứt xác tại nơi không ai ngờ tới. Nhưng danh tính của cô là ai? Tại sao cô lại bị giết hại? Khu vực bờ sông nơi thi thể trôi nổi đã được phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo không ai làm ảnh hưởng đến hiện trường. Mọi công tác đều được tiến hành thận trọng bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến những manh mối quan trọng bị hủy hoại. Qua quá trình xem xét kỹ lưỡng, các điều tra viên ước tính rằng nạn nhân đã tử vong khoảng 8 ngày trước khi được phát hiện. Việc cơ thể ngâm trong nước suốt thời gian dài đã khiến da và các mô mềm của nạn nhân bị phân rã, khuôn mặt không còn nhận diện được và một phần thi thể cũng đã bị biến dạng. Đặc biệt, khu vực bộ phận sinh dục và khuôn của nạn nhân có dấu hiệu phân hủy nặng hơn so với các khu vực khác, khiến cho việc nhận dạng trở nên gần như bất khả thi. Thông qua những chi tiết còn lại trên cơ thể, đội pháp y đưa ra những kết luận ban đầu. Nạn nhân là một phụ nữ cao khoảng 1m6, trong độ tuổi từ 35 đến 40. Đặc biệt, dấu hiệu sinh nở được phát hiện từ cơ thể nạn nhân cho thấy rằng cô đã từng sinh con. Đây là một thông tin quan trọng giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Khi tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng vùng đầu, các điều tra viên phát hiện thêm một chi tiết quan trọng. Ba chiếc răng cửa của nạn nhân đã bị gãy, có thể do tác động của một vật cứng hoặc trong quá trình chống cự khi bị tấn công. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đã phải trải qua một cuộc vật lộn trước khi bị giết hại.
Đây là manh mối quan trọng giúp hình dung rõ hơn về hành vi của hung thủ. Một trong những chi tiết kỳ lạ khác là việc thi thể hoàn toàn khỏa thân. Quần áo của nạn nhân không được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, điều khiến các điều tra viên bối rối là hai bộ quần áo nam xuất hiện trong bụi cỏ gần nơi phát hiện thi thể. Một chiếc áo khoác và một chiếc áo ngoài màu xanh dương được đặt cạnh nhau, bên cạnh đó còn có hai quả táo. Đây là những chi tiết vô cùng bất thường và làm dấy lên nhiều giả thuyết khác nhau. Liệu những chiếc quần áo nam có liên quan đến hung thủ? Hay chúng chỉ là những vật ngẫu nhiên không liên quan? Khi tiếp tục khám nghiệm, đội điều tra chú ý đến sợi dây quấn quanh cổ nạn nhân. Dây thừng được thắt thành một nút rất đặc biệt. Sau khi phân tích, các điều tra viên nhận ra rằng đây không phải là cách thắt nút thông thường. Cấu trúc của nút thắt có sự phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật và thói quen nghề nghiệp mới có thể thắt được. Ngay cả các cảnh sát và điều tra viên có kinh nghiệm cũng không thể dễ dàng thắt nút theo cách này. Điều này làm tăng thêm sự nghi ngờ rằng hung thủ có thể là người làm việc trong ngành nghề, yêu cầu sử dụng dây thừng thường xuyên hoặc ít nhất là quen thuộc với việc thắt nút phức tạp. Đây là một manh mối quan trọng trong việc xác định đối tượng tình nghi. Mọi chi tiết từ hiện trường đều được ghi lại tỉ mỉ, từ vị trí thi thể, sợi dây thừng cho đến những manh mối nhỏ nhất như quần áo và quả táo. Tuy nhiên, tất cả những gì được tìm thấy tại hiện trường vẫn còn rất mơ hồ, khiến cho vụ án càng trở nên khó đoán hơn. Liệu có phải hung thủ đã cố tình dàn dựng hiện trường để đánh lạc hướng điều tra? Hay tất cả chỉ là những ngẫu nhiên không liên quan? Cảnh sát biết rằng họ cần thêm thời gian và manh mối để có thể giải mã những bí ẩn tại hiện trường này. Sau khi thu thập các bằng chứng tại hiện trường, đội điều tra bắt đầu mở rộng cuộc điều tra ra khu vực xung quanh con sông Đạn và khu rừng nơi phát hiện thi thể. Trước hết, các điều tra viên tập trung vào sợi dây thừng quấn quanh cổ nạn nhân. Các điều tra viên tiến hành rà soát những khu vực gần hiện trường, tìm kiếm các cơ sở có thể sử dụng dây thừng trong công việc hàng ngày. Sau khi điều tra trong bán kính vài cây số, cảnh sát phát hiện ra một xưởng gỗ gần đó thường dùng dây thừng để buộc các bó tre. Đây là một manh mối hứa hẹn vì dây thừng thường được sử dụng trong công việc tại xưởng gỗ. Hơn nữa, vào đầu tháng 10, thời điểm nạn nhân được cho là đã chết, xưởng này cũng đã chặt một số lượng lớn tre. Các điều tra viên lập tức đến xưởng gỗ để điều tra, thẩm vấn chủ xưởng và công nhân làm việc tại đây. Chủ xưởng là người địa phương, còn đa số công nhân là người từ nơi khác đến, sống tập trung trong khu ký túc xá gần xưởng. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn, các điều tra viên nhận thấy rằng các công nhân này không có mối liên hệ rõ ràng với khu vực rừng nơi phát hiện thi thể, vì họ không quen thuộc với khu vực và cũng không có lý do để lui tới nơi hoang vắng đó. Sau khi kiểm tra kỹ càng, chủ xưởng và các công nhân đều được loại khỏi diện tình nghi. Dù vậy, manh mối về sợi dây thừng vẫn tiếp tục là một điểm quan trọng trong cuộc điều tra. Tuy chưa tìm ra dấu vết liên quan trực tiếp đến xưởng gỗ, nhưng cách thắt nút dây tinh vi vẫn khiến đội điều tra không thể bỏ qua khả năng rằng hung thủ có kỹ năng nghề nghiệp đặc thù liên quan đến loại dây thừng này. Sau khi xưởng gỗ bị loại khỏi diện nghi vấn, cảnh sát tiếp tục chuyển hướng điều tra vào nạn nhân. Danh tính của cô vẫn là một bí ẩn lớn. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và cơ thể phân hủy quá nặng nề để có thể nhận diện bằng mắt thường. Các điều tra viên bắt đầu rà soát khu vực xung quanh, tìm kiếm những người phụ nữ có độ tuổi và vóc dáng tương đồng với nạn nhân đã được báo mất tích trong thời gian gần đây. Manh mối quan trọng xuất hiện tại trấn Mạ Cương là một thị trấn nhỏ gần hiện trường. Khi các điều tra viên tiếp cận một trạm xăng để tìm hiểu thêm, một nhân viên làm việc tại đây đã cung cấp thông tin quý giá. Theo lời nhân viên này, một nữ đồng nghiệp tên là A Trân đã rời khỏi trạm xăng vào ngày 2 tháng 10 và chưa quay lại kể từ đó. Đặc biệt, nhân viên này cho biết A Trân năm nay 38 tuổi và có hai con, những chi tiết hoàn toàn khớp với mô tả về nạn nhân trong bảng giám định pháp y. Điều tra viên nhanh chóng điều tra sâu hơn về A Trân, bắt đầu tìm kiếm thông tin về cuộc sống cá nhân của cô và những mối quan hệ xung quanh. A Trân là người gốc Thanh Viễn, nhưng đã lấy chồng và sinh sống tại trấn Mã Cương nhiều năm qua. Cô làm việc tại trạm xăng để kiếm tiền nuôi con
trong khi chồng cô có một quá khứ phức tạp với tiền sử nghiện ma túy nặng. Điều này khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ rằng vụ án có thể liên quan đến các vấn đề cá nhân và gia đình của nạn nhân. Cuộc đời của A Trân từ lâu đã gắn liền với bi kịch khi cô phải đối mặt với cuộc hôn nhân đầy khổ đau. Chồng của cô, một người đàn ông với quá khứ đen tối, là một con nghiện ma túy lâu năm. Ông ta không chỉ là gánh nặng cho gia đình, mà còn là nguồn cơn của nhiều nỗi khổ mà A Trân phải chịu đựng. Suốt hơn 10 năm, chồng A Trân đã liên tục ra vào nhà tù và các trung tâm cai nghiện. Mỗi lần ông ta ra ngoài là mỗi lần cô phải đối diện với những đợt hành hạ về tinh thần và thể xác. Cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt từ lâu, nhưng vì con cái, A Trân vẫn cố gắng chịu đựng và duy trì mối quan hệ này. Mặc dù vậy, không ít lần cô phải đối mặt với sự bạo hành và những trận đòi tiền từ chồng mình, đặc biệt là những khi cơn nghiện của ông ta lên đến đỉnh điểm. Mỗi lần A Trân từ chối đưa tiền, cô lại bị đánh đập tàn nhẫn và thậm chí nhiều lần chồng cô đã đe dọa sẽ giết cô. Mối quan hệ ấy dần trở thành một cuộc chiến âm thầm nhưng đầy đau khổ đối với A Trân. Khi cảnh sát đến nhà A Trân để thông báo về thi thể đã tìm thấy và yêu cầu gia đình giúp nhận dạng, chồng cô tỏ ra bất thường. Thay vì hợp tác như mong đợi, ông ta tỏ ra vô cùng hoảng loạn và bất ngờ bỏ chạy khỏi nhà qua cửa sau. Hành động này ngay lập tức làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng các điều tra viên. Liệu có phải ông ta chính là hung thủ đã giết hại vợ mình rồi tìm cách che đậy sự việc? Hành vi bỏ trốn đó càng làm tăng thêm niềm tin rằng ông có liên quan đến cái chết bí ẩn của A Trân. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát bắt giữ ông và tiến hành thẩm vấn kỹ lưỡng, những sự thật bắt đầu sáng tỏ hơn. Mặc dù chồng của A Trân có tiền sử bạo hành gia đình và nhiều lần đe dọa tính mạng cô, nhưng ông ta không phải là người có thể thắt được kiểu nút dây phức tạp đã được tìm thấy trên thi thể của A Trân. Hơn nữa, trong quá trình điều tra về hành vi của ông, cảnh sát nhận thấy rằng người chồng, mặc dù nghiện ngập và lười biếng, dường như không có kỹ năng hoặc sức lực để thực hiện một vụ giết người được tính toán kỹ lưỡng như vậy. Hơn nữa, việc ông ta luôn phụ thuộc kinh tế vào A Trân và không thể tự mình làm việc đã khiến khả năng ông là hung thủ dần bị bác bỏ. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ khác từ cuộc sống của A Trân. Kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu máu của hai đứa con A Trân đã khẳng định thi thể chính là cô, không còn nghi ngờ gì nữa. Với việc xác định danh tính của nạn nhân, đội điều tra bắt đầu tập trung hơn vào các mối quan hệ xã hội của A Trân, tìm hiểu về những người cô đã tiếp xúc trong thời gian gần đây để có thể tìm ra hung thủ thực sự. Manh mối quan trọng sau đó đã xuất hiện khi cảnh sát lại tiếp cận trạm xăng nơi A Trân làm việc. Một đồng nghiệp nữ của cô cho biết rằng trước khi biến mất thì A Trân có một mối quan hệ phức tạp với nhiều người đàn ông và một trong những người này tên là Lao, làm nghề lái máy kéo. Ông Lao gần 40 tuổi, là một người đàn ông chưa lập gia đình và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Theo lời kể của các nhân viên tại trạm xăng và những người hàng xóm của A Trân, Lao thường xuyên lui tới trạm xăng để gặp cô và hai người đã có một mối quan hệ tình cảm kéo dài hơn một năm. Cảnh sát nhanh chóng điều tra sâu hơn về ông Lao và phát hiện rằng giữa ông ta và A Trân đã từng xảy ra nhiều mâu thuẫn trong thời gian gần đây. Khi mối quan hệ của hai người bắt đầu, A Trân vẫn chưa chính thức ly hôn, nhưng đã quyết định sẽ rời xa người chồng nghiện ngập. Lao, người đàn ông vốn chân thành với A Trân, đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này, tin tưởng rằng sau khi A Trân ly hôn, họ sẽ kết hôn và xây dựng một cuộc sống mới. Tuy nhiên, theo thời gian, tình cảm của A Trân với Lao dần phai nhạt. Cô bắt đầu giữ khoảng cách với ông, thậm chí tránh gặp mặt mỗi khi Lao tìm đến trạm xăng. Những cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra và hai người đã không ít lần to tiếng với nhau. Trong một lần tranh cãi, Lao thậm chí đã tức giận đến mức đập nát điện thoại của A Trân. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau khi sự lạnh nhạt giữa hai người ngày càng lớn, Lao đã quyết định rời trấn Thương Thành để đi làm xa ở Quảng Châu, kiếm tiền tại một công trường xây dựng. Nhưng hàng xóm của ông Lao lại cho biết rằng, vào dịp Quốc Khánh, khoảng ngày 1 và 2 tháng 10, ông Lao đã trở về nhà trong vài ngày ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục rời đi. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng Lao có thể đã thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian đó sau khi trở về từ Quảng Châu. Những manh mối tại hiện trường,
cũng bắt đầu chỉ ra mối liên hệ với Lao. Hai bộ quần áo nam được tìm thấy gần thi thể A Chân trong bụi cỏ được hàng xóm của ông Lao xác nhận là thuộc về ông ta. Cả chiếc áo khoác và chiếc áo màu xanh dương đều là những bộ quần áo mà Lao thường mặc khi làm việc. Chiếc mũ bảo hiểm được tìm thấy gần thi thể cũng có thể là của Lao hoặc của A Chân vì hai người thường xuyên qua lại với nhau bằng xe máy. Chi tiết về sợi dây thừng càng làm tăng thêm nghi ngờ. Những điều tra viên sau khi tham khảo ý kiến từ dân làng đã được biết rằng loại dây thừng này thường được sử dụng bởi những người lái máy kéo trong khu vực. Tất cả những chứng cứ và dấu hiệu thu thập được đã khiến cho ông Lao trở thành nghi phạm hàng đầu trong vụ án. Cảnh sát quyết định lên kế hoạch truy bắt ông ta. Qua điều tra, họ phát hiện Lao hiện đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Quảng Châu và sống cùng các công nhân khác trong một làng chài gần đó. Lao được cho là đã trở lại công trường sau dịp Quốc Khánh mà không hề tỏ ra bất thường, tiếp tục cuộc sống như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi bị bắt giữ tại công trường xây dựng ở Quảng Châu, ông Lao đã nhanh chóng bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Ban đầu, ông ta giữ im lặng và tỏ ra hợp tác nhưng không cung cấp thông tin gì quan trọng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ thẩm vấn và sự gia tăng áp lực từ phía cảnh sát, Lao đã bắt đầu suy sụp. Những bằng chứng liên quan như quần áo, sợi dây thừng, cùng với sự mô tả của các nhân chứng dần khiến cho Lao không thể chối cãi được nữa. Cuối cùng, trước sự kiên trì của các điều tra viên, ông Lao đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Lao, mối quan hệ giữa ông ta và A Chân đã bắt đầu cách đây hơn một năm khi họ được người quen giới thiệu. Mặc dù lúc đó, A Chân vẫn chưa chính thức ly hôn, nhưng Lao tin rằng cô sẽ sớm rời bỏ người chồng nghiện ngập để đến với mình. Ông cảm thấy đây là cơ hội để ông chấm dứt cuộc sống cô đơn và sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ A Chân. Lao không chỉ dành tình cảm sâu sắc cho cô mà còn giúp cô chi trả nhiều khoản tiền lớn. Ông đã chi hơn 30.000 nhân dân tệ, bao gồm học phí cho con của A Chân, tiền mua quần áo và cả chi phí sinh hoạt hàng ngày của cô. Tuy nhiên, niềm hy vọng của Lao dần bị dập tắt khi ông nhận thấy A Chân ngày càng xa lánh mình. Cô không còn dành cho ông sự quan tâm như trước và bắt đầu tránh gặp mặt. Lao cảm thấy bị tổn thương, nhưng điều khiến ông thực sự nổi giận là khi phát hiện A Chân có mối quan hệ với một người đàn ông khác. Ông ta thú nhận rằng vào ngày 1 tháng 10, sau khi trở về từ Quảng Châu, Lao đã nhiều lần nhắn tin và gọi điện cho A Chân với hy vọng bàn chuyện kết hôn. Nhưng cô từ chối gặp ông viện lý do bận công việc. Nghi ngờ và bất an, Lao đã quyết định theo dõi cô. Vào buổi tối hôm đó, Lao đã âm thầm đi theo A Chân và phát hiện cô đi ăn tối cùng một người đàn ông khác. Cả hai có những cử chỉ thân mật và sau đó cùng nhau vào một nhà nghỉ. Cảnh tượng này khiến cho Lao cảm thấy bị phản bội một cách đau đớn. Sự tức giận và ghen tuông đã lên đến đỉnh điểm trong lòng ông. Ông cảm thấy không chỉ mất đi người phụ nữ mình yêu thương, mà còn bị lừa dối và lợi dụng trong suốt thời gian qua. Ngày hôm sau, trưa ngày 2 tháng 10, Lao quyết định gọi điện hẹn gặp A Chân tại nơi ông ở. Kỳ lạ thay, lần này A Chân không từ chối. Lao kể rằng, khi cô đến nơi, thì họ đã hàn gắn tạm thời nói chuyện với nhau một lúc và thậm chí còn quan hệ tình dục. Nhưng ngay sau đó, Lao bắt đầu trách móc A Chân vì sự lạnh nhạt gần đây và mối quan hệ với người đàn ông khác. Ông yêu cầu cô trả lại số tiền 30.000 nhân dân tệ mà ông đã chi cho cô nếu như cô không còn muốn kết hôn với ông nữa. Cả hai lại bắt đầu cãi vã kịch liệt và trong lúc tức giận, A Chân đã thách thức ông Lao, nói rằng cô dùng tiền của ông để bao trai. Câu nói ấy như một cú đấm chí mạng vào lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương của Lao. A Chân tiếp tục khiêu khích Lao. Thì sao? Tôi có người khác bên ngoài, anh làm được gì? Những lời nói đó đã khơi dậy trong Lao một cơn cuồng nộ khó kiểm soát. Ông cảm thấy bị hạ nhục không chỉ vì tình yêu bị từ chối mà còn vì lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Lao thú nhận rằng lúc đó trong đầu ông xuất hiện một ý nghĩ tăm tối. Nếu A Chân không thuộc về ông, cô sẽ không thể thuộc về bất kỳ ai khác. Khi A Chân bước vào phòng tắm, Lao nhanh chóng tìm một sợi dây thừng mà ông có sẵn. Ông thắt nó thành một vòng nhỏ và chờ đợi cô bước ra. Khi A Chân vừa rời khỏi phòng tắm, ông lao vào tấn công cô. Lao dùng sợi dây siết chặt quanh cổ A Chân và mặc cho cô chống cự, ông đã quyết tâm không buông tay.
A Trân cố vùng vẫy trong vô vọng, nhưng không thể thoát khỏi vòng dây siết chặt. Lao còn dùng khăn che miệng và mũi cô, khiến cô không thể thở được. Sau vài phút đầy căng thẳng, A Trân dần yếu đi và cuối cùng ngừng thở. Tất cả diễn ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 10. Khi nhìn thấy thi thể của A Trân nằm bất động trước mặt mình, Lao mới nhận ra sự nghiêm trọng của những gì mình vừa gây ra. Tuy nhiên, ông không biết phải làm gì tiếp theo. Lao hoảng loạn, nhưng không dám để thi thể ở lại nhà mình. Ông nhanh chóng lên kế hoạch để vứt xác. Lao lấy xe máy của A Trân, chiếc xe mà ông đã mua cho cô trước đây, và dùng dây thừng buộc thi thể vào một thùng giấy lớn. Nhưng do kích thước của thi thể vẫn có một phần lộ ra ngoài, nên Lao đã lấy hai bộ quần áo của mình che lại. Sau đó, ông dùng xe máy để chở thi thể đến bờ sông Đạn, nơi vắng người qua lại. Ông đã chọn một vị trí hẻo lánh để vứt xác, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và quay trở lại Quảng Châu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chiếc mũ bảo hiểm mà cảnh sát tìm thấy tại hiện trường là của A Trân và hai quả táo để cạnh thi thể là do Lao mang theo. Ông thừa nhận rằng đó là một hành động cầu phúc. Lao nói rằng trong lòng ông, một mặt ông cầu nguyện cho linh hồn của A Trân được siêu thoát. Mặt khác, ông mong rằng mình sẽ không bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng dù Lao có cố gắng che giấu tội ác, ông cuối cùng cũng không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tại phiên tòa xét xử, sự phẫn nộ của người dân địa phương lên đến đỉnh điểm khi họ nghe kể lại quá trình giết người tàn bạo của Lao. Câu chuyện về A Trân không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần mà còn là lời cảnh tỉnh về sự mỏng manh và dễ tổn thương của những người phụ nữ bị mắc kẹt trong những mối quan hệ độc hại. Lao không chỉ cướp đi sinh mạng của A Trân mà còn để lại một vết thương sâu sắc cho hai đứa con cô, những người đã mất đi mẹ trong một hoàn cảnh bi thảm. Với tội ác của mình, Lao đã bị tuyên án tử hình, một hình phạt nghiêm khắc cho những gì ông đã gây ra. Tuy nhiên, dù pháp luật đã trừng phạt kẻ sát nhân, không gì có thể đưa A Trân trở về. Những ngày tháng còn lại của cuộc đời Lao sẽ là sự trả giá cho hành vi tàn nhẫn, nhưng điều đó không thể xóa đi nỗi đau của những người bị bỏ lại phía sau. Hai quả táo mà Lao đặt tại hiện trường như một lời cầu nguyện cho linh hồn của A Trân cũng không thể xóa nhòa tội lỗi mà ông đã gây ra. Hành động cầu xin sự tha thứ từ một kẻ sát nhân đã chứng tỏ ông ta cũng ý thức được phần nào sự ghê tởm của hành vi mà mình gây ra. Tuy nhiên, mọi lời cầu nguyện giờ đây trở nên vô nghĩa trước sự thật lạnh lùng rằng một sinh mạng đã bị cướp đi vì lòng ghen tuông và sự ích kỷ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.